gỗ mưa đó. Ai không được, mình đọc tên thì chiêu chậm quá, chưa đọc xong nữa là đối thủ nó đánh mình rồi. Vậy là phải đọc nhanh hơn. Gỗ mưa nào. Vậy cũng không được, đọc tên tuyệt chiêu nhanh quá, sao khán giả người ta nghe tên được. Vậy là phải vừa đánh vừa hô tên tuyệt chiêu của mình. Quen mặt, tao làm xong tại chi nã cho mày vậy nè. Tốt lắm. Ủa, gì có 30 ngàn vậy? Chứ nhiêu? Tao là Luffy, là tứ hoàng của biển cả. Đem sửa lại cho tao. Sửa lại 30 ngàn này thành 3 tỷ. Bỏ cái chữ V&D này ra, thêm vô cái chữ đô lờ. Đô lờ là cái gì? Là đô la Mỹ. Ê thằng kia, một Luffy thôi đủ rồi, mày mặc đồ Luffy vô đây làm gì nữa? Quan mập, tao nói này mày nghe mày đừng có buồn nha. Mày không có làm Luffy được đâu. Luffy thiệt á là phải có vết sẹo hình chữ X như tao vậy nè. Thì bây giờ tao quên vẽ sẹo, tí tao vẽ vô thêm được không? Để tao làm Luffy chứ, không có thằng Luffy nào mà mập như mày hết trơn á. Chắc mày ốm à. Có con Luffy nào mà bị béo phì giống mày không hả? Quần của Luffy. Có con Luffy nào mặc quần đá banh giống mày không? Nhưng mà tao hết làm nhân vật chính. Không nói nhiều mày, bước ra đây đánh lộn. Thằng nào thắng làm Luffy, thua làm Zoro. Vô đây mày. Chết mình rồi. Thằng Quan này không những học giỏi mà nó còn có võ công nữa trời. Thấy mình bự con như vậy thôi, chứ từ nhỏ tới lớn có quýnh ai bao giờ đâu. Mà ngược lại toàn là bị người ta quýnh. Mấy ngày nay tao mất ăn mất ngủ để luyện tập mỗi cái tuyệt chiêu này thôi. Mày sẽ là thằng may mắn được nếm mùi đau khổ đầu tiên đó Kunu à. Gỗ mưa đâu đâu. Quyên Mậu, tao đánh bại mày rồi nha. Công nhận mở của thằng này vậy thiệt. Thay độ ra làm nhân vật kém đi mày. Cái gì dạ? Mày cũng muốn làm Luffy nữa hả Du Thanh? Trong nhóm này ai thích hợp vô vai thuyền trưởng hơn tao? Mày không phục gì? Ê sao? Nhiều đó đủ làm Luffy chưa? Chưa. Tao nghe tiếng Ngọc rồi, nó đâu? Nó ở sau lưng mày kìa. Tao mới là Luffy nè. Chỉ có một Luffy thôi mà sao nhiều thằng nhìn làm dữ hả? Luffy là người ta có 60 bụng. Còn có cái sẹo nè. Mày có sẹo không? Sẹo nè. Còn mày, sẹo đâu thì tao không thấy. Chỉ thấy toàn là râu. Còn hai ông bay, nhìn lại cái thân hình của mình đi. Giống cái thùng phi hơn là Luffy đó. Sao? Trời ơi, con nó u xạo gì? Tướng mày bự hơn mà, dứt ra. Quang ơi, con chuột nó bự quá, tao đánh không có lợi. Thằng chích nhét. Còn mày, muốn thử sức hay gì? Này lì hả mày? Anh Vinh nói làm sao? Anh em trong nhà là không có được đấu đá với nhau. Vậy mà nó không nghe. Tao mét ổng cho ổng đuổi mày ra khỏi tim nè con. Đi mét ổng luôn, đi. Giỡn giỡn chơi mày làm gì căng vậy? Giờ mày muốn làm Luffy đúng không? Tao nhường cho mày làm luôn đó. Thành, nhường cho nó làm luôn đi. Gì? Giải này tao cũng thích mà. Nhường luôn đi. Bữa này tao nhường mày làm vai chính, ngày mai để tao. Kunu, mày cũng nhường cho nó luôn đi. Không, tao mới đánh bại đâu mà.
Thôi Quang ơi, mày làm gì mày làm đi. Quán mi thả dư cơ mô gì hỏi là ra quá đỉnh quá đỉnh. Ủa mà nghe câu đó là gì vậy? Nghĩa là quán mi ta sẽ trở thành vua hải tặc. Đúng là hiện trường. Tao để uống miếng nước một cái sớm giờ quýnh cô nó mệt quá. Trời đất ơi, hồi sớm giờ nó quýnh mày dữ lắm hả cô nu? Đâu, nó bị tao quýnh mà. Đâu gá mình xịn sò với Quang. Chương trình khuyến mãi mới đó. Mày chỉ cần sưu tập đủ 24 thẻ quà Cool là đổi được một bình nước Cool đa năng giống như cái của tao à. Trời ơi, chưa. Nó có 2 ngăn lận nha. Coi nè. Đó, một cái này nè. Ơi, xin chào với hả? Tao miếng luôn mày. Tao miếng luôn. Ủa nhà anh đi anh em ơi. Xuống biển ra khơi chinh phục con bão của anh Bi cùng với tôi nè. Trời ơi, anh Quang có mặc áo Luffy kìa chị Thảo. Tôi khó khăn cực khổ lắm mới giành được vị trí thiền trưởng này. Mấy người ra đây làm gì vậy? Ủa em nói gì Quang? Có ai giành cái chức thiền trưởng này của em đâu? Vậy chứ sao chị mặc bộ đồ này? Hồi nãy anh Vinh có nhắn tin trong nhóm nói hôm nay quay vlog quá trang thành các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên thế giới. Rồi rồi, cái chủ đề lần này trúng vô điểm mạnh của tôi rồi. Vậy điểm mạnh hả? Cái tướng của mày á quá trang được nhân vật nào? Hả? À, mày cãi ra tao nghe chơi coi. Ê, mày đừng có sỉ nhục thằng Quang nha. Cái tướng của nó cũng hợp với nhiều nhân vật hoạt hình nổi tiếng lắm á. Như Doraemon, Pikachu, Totoro, Cấu Trúc Bồ, Heo Web 3, Heo Web Bè. Mày mới là cái thằng đang sỉ nhục tao đó. Nãy giờ mấy nhân vật hoạt hình mày kể to là đóng nhạc. Ê mấy đứa ơi, anh Vinh tới kìa. Hôm nay anh Vinh đẹp trai dữ vậy. Chắc là mấy đứa ở đây đều đã nhận được thông tin ngày hôm nay quay nội dung vlog gì rồi đúng không? Yeah. Những clip quá trang gì rất là hiếm khi xuất hiện trên kênh Tony TV tại vì nó rất là khó. Khó gì anh? Mình thích nhân vật nào á thì mua trang phục của nhân vật đó về mặc vô là thấy giống rồi nè. Tầm bậy. Mình còn phải tìm hiểu đặc điểm của nhân vật đó là gì. Ví dụ như Luffy nè, còn phải có mũi bụng đó, thấy chưa? Còn có sẹo nè, thấy chưa? Những cái đặc điểm đó các em có thể mua màu, mua mực về để vẽ lên được. Tuy nhiên cái khó ở đây là tự tụi em phải may thành những cái trang phục như vậy. Sao làm mày? Mày nhắc lại đồ không Kuno? Tao ăn chứ mày gì? Tao biết lèo cây không đó, tao mới biết mày. Mày biết mày không? Thời gian học tao còn không có nữa chi mày. Chị cũng đâu biết mày đâu mà. Biết chứ, chị Phương biết may đồ mà. Chứ mình mua mấy miếng vải về, người chị mai mua đồ y chang gì đâu chị Phương. Mua vải về còn ý nghĩa gì nữa? Cái gì? Không mua giả về, vì sao mai quần áo quá trang hình nhân vật hoạt hình được anh nhớ? Cái đó là cái chuyện của tụi em. Rồi cuối cùng là ý anh muốn làm sao? Anh nói đi. Cái nội dung clip này á, anh muốn thử thách tụi em phải sử dụng những cái đồ dụng cụ mà người ta đã bỏ rồi, tức là rác thải đó. Trời ơi. Rác thải gì? Rác thải xài xong rồi á, thì mình bỏ đi. Chừng nào tới giờ thì xe khác người ta tới người ta lấy. Đóng tiền khác mấy chục nghìn một tháng để làm chi? Rồi giờ lấy rác thải sử dụng hoài hoài à. Ngược lại phần thưởng lần này á rất là có giá trị. Người nào mà quá trang giống nhân vật hoạt hình nhất thì sẽ nhận được một xe điện của thần to. Siêu nhân mà tạo dáng như vậy là ổn chưa Thanh Nhận? Hả? Mày cứ nói gì? Ý tao hỏi mày là tao tạo dáng như vậy là ổn chưa? Đó. Tạo dáng đẹp rồi đó Ngọc siêu nhân. Rồi tao không sao? Hả? Mày cũng ngầu lắm đó. Ủa? Mày đâu rồi anh Nhện? Rồi, giỡn hết vui rồi đó. Bây giờ kiếm trang phục quá trang nào ông nội. Trang phục gì nữa? Hồi nãy tới giờ tao với mày quá trang hết nhân vật này rồi tới nhân vật khác.
mày coi coi có trang phục của ai á mà đơn giản để cho tụi mình lấy phế liệu làm không? Ê, tao nhớ trên phòng làm việc của anh Vinh có kệ trưng bày mô hình, bây giờ tao mày lên chỉnh quan sát coi nhân vật nào mà có trang phục đơn giản thì mình làm theo. Đi. Ê Quang, rồi lần này mày quyết định biến thành nhân vật nào chưa? Chưa, tao đang suy nghĩ coi có nhân vật hoạt hình nào nổi tiếng mà dễ cho mình cosplay không nè. Cosplay là gì? Cosplay là thuật từ kiểu như mày sẽ hóa trang thành nhân vật mà mày thích đó, hiểu không mày? Vậy thì tao với mày phải kiếm nhân vật nào đơn giản thôi, chứ phức tạp quá kiếm vật liệu không có ra. Mày nói nghe hay quá, nhân vật hoạt hình nổi tiếng mà mặc đồ đơn giản để cho mình dễ hóa trang hả? À? Ai mày nói tao nghe coi. Goku nè, nổi cái tóc của nó thôi là thấy khó làm rồi đó, mày nhắm làm được không? Không may mình quá trang thành thám tử lừng danh Conan đi. Ê, Conan là phải có mắt kính, đồng phục học sinh, với lại cái tướng của nó có chút xíu như vậy nè, tướng tớ mày như vậy rồi nhắm thằng nào làm được. Rồi giờ quá trang thành nhân vật nào? Hồi nhỏ thì tao hay coi siêu nhân dữ lắm, nãy giờ tao đang suy nghĩ coi có siêu nhân nào thích hợp để tao quá trang không nè. Ê Quang, tao mới nhớ ra có thằng siêu nhân này nổi tiếng trên thế giới lắm, mà nói lại còn dễ cho tụi mình quá trang nữa. Siêu nhân gì? Đẹp rồi đúng không? Ngầu quá Quang ơi, đỉnh quá. Đẹp rồi, được không? Đẹp luôn chứ được gì mày. Nghe mày kê tới tự tin hơn rồi đó. Tôi quên vẽ cái lưng cho mày rồi. Cái thằng này, mày làm ông gì kỳ cục vậy, vẽ cho tao lẹ đi. Ê, nay quay clip gì anh thấy vui vậy mày đó? Anh nhìn em như vậy thì anh phải biết là thử thách quá trang chứ. Trời trời, chung năng khiếu của anh luôn mấy đứa ơi. Vậy, à? Vậy mình hỏi chúng chuyên gia Quang Mập ơi. Ừ. Sẵn tiện anh đóng giúp em, đây là nhân vật gì? Đâu, hai đứa đứng xa xa để nhìn cho rõ. Nhìn nè anh. Ừ. Godzilla, chết rồi mày. Siêu nhân mạnh quá, anh tha em đi, đừng có đánh em nữa. À, siêu nhân Tira. Đúng rồi. Như cái clip này anh tham gia được không mấy đứa? Em đâu có biết đâu, anh hỏi anh Vinh á. Em nghĩ sao Quang? Em nghĩ miễn là thành viên trong team Tony là tham gia được hết. Ủa anh đi đâu vậy? Anh đi làm trang phục. Nhớ là chất liệu trang phục chỉ được làm từ rác thải thôi nha anh. Dễ ba mày. Nãy em nói là sao? Làm trang phục từ rác thải? Cái nón này là hai đứa mua nè, chứ có làm từ rác thải đâu. Chưa gì hết anh thấy hai đứa vi phạm quy tắc cuộc thi rồi đó. Trời, vậy là mình làm sai rồi mày ơi. Ừ. Tính gà hư hết lần này con Vinh khó hay chứ? Đó giờ anh Vinh có đưa ra thử thách nào dễ đâu mà anh nói vậy. Giờ sao ta? Này là gì đây? À, này là xe tô mạo Kun đa sắc. Anh phải sưu tập 36 thẻ quà Kun mới đổi được. Ở trong đây có tới 33 cái bút mạo lận này anh. Ê, vậy hồi nữa trong quá trình anh làm trang phục á mà có cần tô màu, tụi em cho anh mượn chiếc xe tô màu Kun đa sắc này nha. Dạ. Rồi, hai đứa làm gì làm đi. Tới giờ này anh Cụ Tí mới tham gia cuộc thi, liệu ổng có quá trang kịp không mày? Trời, cái thằng này thân mình lo chưa xong, ở đó mày lo chuyện của anh Cụ Tí. Siêu nhân Tiga mình biến thân như vậy là không được rồi. Phải tranh thủ kiếm coi có nhân vật hoạt hình nào nổi tiếng mà dễ quá trang để mình làm liền giờ nè. Sắp tới giờ trình anh Vinh gọi quá trang còn kịp nữa đâu mà quá trang. À, kịp mày ơi. Tao mới nhớ ra có siêu nhân này nổi tiếng lắm mà dễ quá trang nữa. Siêu nhân gì? Mày không cần biết đâu. Ở dưới trường tiểu học này nè, mấy đứa nhỏ nó chơi đá banh mũ, trái nào mà lủng là nó bỏ tùm lum hết trơn. Mày đi xuống dưới lấy vài trái ở đây cho tao đi. Sao mày không đi mày kêu tao? Ây da, mày nghĩ sao vậy? Mày nhìn mình mẩy tao như vậy mà đi ra ngoài đường, lỡ có xe của bệnh viện tâm thần chạy ngang là nó hốt tao đi luôn đó. Lẹ đi mày. Cái con chó kia dám sủa tao hả mày? Hai chị ơi, kiếm có nhân vật nào để mình cosplay chưa? Chưa có thấy tiền ơi. Chị lướt thấy nhân vật hoạt hình nổi tiếng toàn là nam không à. Ê mấy đứa ơi, có nhân vật để mình quá trang rồi nè. Bỏ sữa xuống đây đi ra ngoài này nè.
Có nhớ bộ phim Thị Thủ Mặt Trăng mấy chị em mình hay xem không? Dạ nhớ. Mình quá trang thành nhân vật đó đi. Được cái gì nào? Em nói trước nè, Thị Thủ Mặt Trăng là em quá trang không có hợp rồi đó. Mình làm việc nhóm đi em ơi, có trách nhiệm chút xíu giùm chị đi. Đâu phải em không có trách nhiệm, mà hai chị nhìn thân hình em nè, nó nù trái mít vậy á. Muốn làm Thị Thủ Mặt Trăng thì ít nhất cũng phải cao cỡ 1m6, giống chị Thảo vậy nè. Với lại phải đẹp. Nếu như vậy thì nhân vật này phải để chị hóa trang rồi. Chị coi gì vậy chị Thảo? Chị đang coi thứ coi Thi Thủ Mặt Trăng có người nào da đen không? Hỏi kiếp đi, ai cũng da trắng hết trơn á, không có ai da đen đâu. Trời đất ơi, nhỏ này, giờ mày muốn da trắng đúng không? Thì chị đánh phóng mặt chị, vậy da trắng rồi chứ có gì đâu. Tới lúc đó là hơi bị đẹp đó nghe. Ơi, anh Hùng kìa. Hùng nào? Chị nghe tiếng chó sủa ha. Em mới thấy anh rõ ràng mà. Có đâu trời. Có mà. Ông tin đi ra đây coi là biết liền à. Anh đang trốn đó. Đâu? Ủa, hình như mới thấy anh đây mà ta. Coi chừng em bị qua mắt rồi đó. Anh Hùng học ở trên Sài Gòn mà, làm như rảnh lắm vậy đó, tuần nào cũng về. Thôi, mấy chị em mình đi mót gác kiếm vật liệu gì làm quần áo nè. Mới thấy anh Hùng ở đây luôn á. Không có. Thiệt cái tình luôn á, tốn tiền bắt vé xe từ Sài Gòn về đây, tốn hết 100 mấy chục ngàn. Tưởng đâu á là quay được cái clip trò chơi nhận quà cool hay gì, ai ngờ ông làm cái thử thách cosplay còn lụm dây chai nữa chứ. Nghe thôi là thấy khó rồi đó. Vậy mình quá trang thành nhân vật đó đi mày. Đó là Bonjack the Ice, anh trai của Luffy đó. Thằng ấy đó đó. Mày thấy nó không? Nó mặc có cái quần với ở trần là xong rồi, dễ mà. Mày nhìn kỹ cái cần cổ nó chưa? Thấy đeo gì không? Sao chuỗi? Hạt sao chuỗi đó. Viên nào viên nấy, bự bằng trái pizza vậy nè. Rồi tao với mày kiếm ở đâu ra? Không nhân vật này thì nhân vật khác. Ấy, hay là mình quá trang thành Vugo đi mày. Tao thấy nó mặc có cái quần không à, còn mấy vết sẹo trên ngực của nó thì mình có thể vẽ lên được. Ông nội ơi, Vugo á là xài tam kiếm. Nói cái thời gian tao với mày làm xong ba cái kiếm á là anh Vinh chấm điểm xong ba đội kia rồi. Thằng này khó chứ ta. Nhân vật này cũng không được, nhân vật kia cũng không được. Ê ê. Cái gì? Mày thấy nhân vật này không? Rồi sao? Ở nhà tao có con chó bẹt ghê. Con chó của tao sẽ làm con sói này, còn tao sẽ quá trang thành thằng này. Mày thấy cái nón của nó không? Cái nón của nó thì mình lấy lá sen để làm. Còn cái cây ná này nè, mình sẽ chặt một cây tre dưa gắn thêm 5 cái lon vô là được rồi. Đây là nhân vật ưu sớp. Mày nhìn kỹ mặt nó chưa? Thằng ơi, cái mũi nó dài dữ mày. Công nhận cái cuộc thi quá trang từ rác thải này khó thiệt. Có rồi kìa. Có gì mày? Kìa. Thằng ơi, mày hết quá trang từ con người, bây giờ mày quá trang thành động vật luôn rồi. Tao chỉ cái kiến nè. Cái kiến này gọi sao? Nó làm tao nhớ tới một nhân vật phản diện trong phim One Piece. Là ai mày? Là ai mày? Tao hỏi mày nhân vật đó tên gì mà mày cự hoài là sao? Thằng này thiếu kiến thức. Tên là Don Quixote Doflamingo. Mà cái nhân vật này quá trang dễ không? Dễ ợt hà. Giờ mày đi theo tao nè, kiếm ông gòn rồi đem về đây làm cái ốc phát cho nó. Đây. Ê, cái này là cuộc thi quá trang từ rác thải mà mày lấy cái kiến này làm chi vậy? Quên. Bỏ lại đi ông nội. Thằng này quên trước quên sau hoài ta. Đây. Ngọc, anh Vinh mới mua đồ chơi mới vậy kìa. Tao em coi được không? Đi. Cái này là quà tặng mới của Cool phải không mày? Mà cái này cái gì nhìn lạ vậy? Trời ơi, cái này là quạt Cool phi hành gia. Mày sưu tập 12 thẻ quà Cool là đổi được hà. Chưa hết đâu, cái quạt này còn có 3 mức độ gió nữa. Đây, mức 1 nè. Mát á. Mức 2 nè.
mức 3 nè. Đó, thấy khác biệt liền không? Ừ. Ê, anh Vinh có 4 cái màu khác nhau luôn kìa. Không mấy mình mượn ảnh cái đi rồi chiều trải chắc được rồi. Ừ. Mày thích cái màu nào? Lấy màu đỏ đi cho đẹp. Ừ. Mày xài cái quạt xong chưa? Nãy giờ cầm hoài, mượn coi. Thời tiết năm nay nắng nóng dữ à trời. Thời tiết gần hè năm trước là có 35 độ thôi, mà năm nay tới 40 độ. Bên Việt Nam mình là còn đỡ đó. Hồi hôm qua bên Thái Lan nắng nóng tới 50 độ, 30 mấy người bị đột quỵ rồi tứ vong luôn mà. Ê, hết chuyện mày chơi rồi hả Ngọc? Lấy cái quạt của anh Phi Hành Gia, của anh Vinh mày quạt gắn nách. Ờ, rồi sao? Lỡ mày bị hôi nách rồi cái mùi đó bám vô cái quạt này, khi tao sử dụng đưa gần lại mặt cái nghe được mùi đó tao xỉu luôn sao? Nó quá không à, mồ hôi làm như thuốc mê hay gì á, đụng cái là xỉu. Đưa đây coi, hồi nãy tao nghe mày nói nhân vật mày có cái áo tròn gì đúng không? Đúng rồi. Tới bay gác kìa, xuống lấy liền. Ủa, móc vô cái này. Ơi nó mát kìa. Kiếm coi, đây toàn chai gì không ở trời. Thanh ơi, tao thấy cái bọc này im quá nè mày. Nè 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 nè. Đâu đâu đâu, quay lên thử coi. Đó, sao sao sao. Quay vài vòng coi. Ok không, ok không? Tao thấy cái áo này nó nhỏ quá à. Nhỏ quá hả? Cái áo khác của con kia nó bự dữ lắm. Vậy thôi đổi cái khác đi. Ừ. Cái gì mà chai rồi, gì chim gì á trời. Ê, tao thấy cái chiếu này được quá nè mày. Khoan lên. Phát lên thử coi. Cầm hộp sữa giùm tao ơi. Đây. Quay vài vòng coi. Thấy tao giống tướng quân chưa? Ê, gà dán tướng quân rồi đó mày. Tao thấy được rồi đó, đem về đi. Đi nè. Ê mà Ngọc ơi. Để nó nghe nè. Tao thấy cái kích thước của cái chiếu này thì được rồi đó. Nhưng mà nó nặng quá. Nặng quá, thôi đổi cái khác đi mày ơi. Đây. Quay mấy vòng không á. Kiếm cái khác. Ê gì á? Cái áo của mày dính gì kìa Thanh ơi? Cái dính gì? Mày coi kỹ coi, tôi nghe mùi thối thối rồi đó. Cất mẹo. Ngọc ơi Ngọc, mày lấy cái chiêu đập cho tao, mày không coi kỹ. Giữa trưa nắng nóng như vậy mà đi lụm gác cái gì chị Thảo? Nắng nóng như vậy phải chi ông trời cho đám mưa xuống đã biết bao nhiêu mà nói. Ý là sáng giờ em nạp sữa liên tục á mà giờ còn thấy mệt nè. Nói mới để ý, cái bình nước này là chương trình nào của sữa Cool vậy Tiến? Đang có chương trình Cool Galaxy. Đây là bình nước Cool đa năng, em muốn sữa lấy 24 theo bà Cool mới đỡ được đó. Ủa rồi sao đây có hai cái nút vậy? Chị muốn uống nhanh á thì mở cái ngăn bên này, còn chị muốn uống từ từ giống em á thì mở cái ngăn bên kia. Đó, có thấy ống hút không? Cuối con đường này nè, có bãi rác bự lắm. Em thấy người ta để mấy cái bao ở chỗ mà. Mình coi lụm được không chị Thảo? Ôi, chị đợi em ơi! Đợi em! Con miếng vải đỏ nè, lấy luôn đi. Nhưng mà nó dơ quá à, chị Phương ơi. Dơ thì về giặt chứ có gì đâu trời. Dạ. Chị Thảo ơi, cái ni lông màu xanh này được không? Lấy đại đi em ơi, xài được hay không được á, vậy nhà mình tính sao? Dạ. Cưng. Cái bao màu trắng này được nè. Mà sao nó có cái mùi gì thối thối vậy trời? Trời đất ơi, cái gom dính nước mưa. Thối quá gì? Lấy cái bao màu trắng thôi. Đó. Ê, đợi xuống coi. Đang làm gì vậy? Ủa, cái này là bãi cát công cộng mà. Ai không lấy nhiều lấy chứ, anh đừng có vô duyên nha. Mày vô duyên không? Vô duyên thiệt. Rồi mày phe của ai?
Cái này là bãi rác công cộng, người ta muốn lấy gì thì lấy, tụi mình tới sao muốn làm ông nội người ta sao được. Lấy kiếm. Thảo ơi, vật liệu đây đủ chưa? Chị thấy bộ trang phục này cũng đơn giản á, chắc vật liệu đây đủ rồi. Về thôi mấy đứa. Dạ. Ngọc. Tao thấy cái bao này bự nè, giờ làm cái áo được á. Ờ, nè. Vậy luôn đi. Ê, Ngọc. Cái gói nè. Nhưng mình lấy cái gói về em này chi vậy? Tao nói bông gòn đây nè. À, là lấy bông gòn á. Ừ, đúng rồi. Ê, cái bọc nè, lấy đại luôn đi. Ê, có cái bao củi nè. Biết cho mày ơi. Tiếp tiếp. Trời ơi. Thằng Ngọc nó mạnh. Nó cầm cái bọc ve chai, còn mình yếu đưa cho bao củi chạy. Cầm đại đi, nặng nhẹ hoài. Đội của người ta, người nào người nấy làm việc tích cực, nhìn hăng hái thấy ghê không? Còn mình với ông Quang sao rảnh rỗi dữ vậy? Ủa? Nó tính quá trang hình nhân vật nào mà kêu mình lấy trái banh này chi chạy? Thôi kệ nó đi. Sữa côn trái cây hương nho đi. Lấy ly nước đá người nhện luôn. Quá trang thành siêu anh hùng cũng không tệ. Quang ơi, tao kiếm được quả bóng cho mày nè. Hoang lắm cô nô. Ủa, nghe tiếng nó ở đây ở đâu ta? Tao ở đây nè. Mày đừng có giỡn nữa nghe Quang Mập. Tới giờ trình anh Vinh rồi đó. Đứng yên, đằng xa quay. Đâu, tao có thấy mày đâu. Ngỡ cái mặt của mày lên góc 60 độ. Mày làm gì trên đó Quang Mập? Thì tao quá trang người nhện nè, mày không thấy hả mày? Đỉnh quá Quang ơi, mày quá trang y hệt người nhện luôn. Người nhện là phải leo lên cây nè. Khen đủ chưa? Bắt cây thang lại cho tao leo xuống nè. Mày nói thiệt hay nói giỡn hả? Người nhện mà tao coi trên phim á, là đu từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, thậm chí còn ẵm theo cô gái trên tay nữa. Mày làm người nhện cái kiểu gì mà leo lên cái cây có một khúc, xuống không được là sao? Mày có bắt cây thang lại không? Tao mắc kẹt giữa cái nhánh cây này nãy giờ đau hán dữ lắm rồi đó. Gặp người nhện thứ dữ nữa rồi. Lẹ cô đâu ơi. Xong rồi nè. Rồi xịt đi.
Ủa mà khoan. Gì? Cái này là cuộc thi quá trang từ rác thải, mày lấy sơn xịt lên được không mày? Anh Vinh nó làm trang phục quá trang từ phế liệu mà, chứ đâu có cấm mua sơn gì xịt lên đâu. Ừ, xịt đi. Ừ. Ủa mà nhân vật mình tên gì tao quên nữa nè mày. Doflamingo. Doflamingo thì nó mặc áo màu hồng, mà trong khi flamingo trong tiếng Anh là con chim hồng hạc. À, ê xịt điệu điệu màu nghe mày. Tao biết rồi. Ê ê, cái thằng cứa này, cái áo trộn mày không xịt, mày xịt dưới chân tao chi vậy? Ê lộn lộn, anh lên tiếp đi tao xịt lại nè. Chào tất cả các bạn khán giả và phụ huynh của các em bé. Cái giây phút này các em đã chờ đợi rất là lâu, từ đầu cái video tới bây giờ rồi. Đó là phần trình diễn thời trang độc lạ đồng khớp của những thành viên team Tony Cosplay. Phần sân khấu còn lại nhường cho MC Thành Ngáo. Anh đâu quay phim nên Vinh ơi, còn về sân khấu á thì cứ để cho em. Anh tin em. Đây là một cuộc thi trình diễn thời trang của team Tony nha các bạn. Và bây giờ đội đầu tiên bước ra đó chính là Doflamingo. Doflamingo, ê, cái nhân vật này là một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình One Piece sẽ. Ủa? Doflamingo. Thẩm thầm ơi, phát lại y hệt luôn. Mắt kiến nè, đó là quay qua kia là mắt kiến này làm bằng dây chì quá đẳng cấp. Ê, cái áo. Ôi, quá đẳng cấp, kể cả đôi dép luôn. Này gì vậy? À, lông á hả? Dạ. Trừ mày một điểm. Ê, sao vậy? Cứa này á, nó làm trang phục kiểu gì mà đi tới đâu lông rụng tới đó gây ô nhiễm môi trường. Gì kỳ vậy anh, tự nhiên rụng lông cái bị trừ điểm mà. Thì đúng không rồi, ô nhiễm môi trường không tin quay lòng vòng thêm vài mày cái quay nữa. Quay chồng coi coi. Thôi thôi em đừng đi nữa, em đi hỏi anh trừ em hết điểm rồi. Em chết điểm đi về chỗ. Rồi cũng nữa nè. Trời ơi trời, cũng lâu quá giống nổi. Rồi đi ra đi. Tiếp theo đội thứ hai, mình chắc chắn với cái bạn nữ mà thời 89X rất là thích bộ phim này luôn. Phim gì? Thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt mầm ông nội ơi. Em là Hino đây, là một chiến binh tiêu diệt ác quỷ và bảo vệ hệ mặt trời. Cô ấy là người ngoại cảm, muốn biết chuyện gì có tương lai á thì chỉ cần nhìn ngọn lửa là sẽ biết được kết quả. Xoay một vòng coi thử trang phục rồi chấm điểm mới được. Ha! Anh thích cái sáng tạo này. Đôi dép tổ ong màu đỏ kết hợp với cục gỗ tạo ra một đôi guốc rất là xinh xắn. 8 điểm về chỗ đây. Sao có 8 điểm vậy? Tại vì em đã làm vỡ đi cái hình tượng thủy thủ mặt trăng xinh đẹp ở trong tâm trí của anh. Đi chỗ khác giùm đi chị hai ơi. Tiếp theo đội cuối cùng đó chính là ngôi nhện. Ngôi nhện. Đưa cái mặt đẹp coi. Ngôi nhện đâu chọc. Bán khoan tạo thế anh coi cái. Cái này giống người heo ông nội ơi. Người nhỏ này thấy gớm quá cha nội ơi. 5 điểm à. Rồi đi vào chỗ đi. Thằng ơi, thằng Quang này nó dở. Biết vậy hồi sáng em không nên chung đội với nó rồi. Mày có tin là tao bắn tên vô cái miệng của mày không? Hồi sớm mày là thằng đội chung đội với tao đó. Ông đội chung đội người ta rồi giờ ông còn trách người ta cái gì nữa. Rồi vậy là chốt kèo lại Doflamingo 9 điểm là đội vô. Bạn đã dân còn hy sinh này nữa. Gì vậy? Iron Man. Ủa? Sao mặt nạ này không sụp xuống vậy? Chắc là do em gặt xuống yếu đó. Bị gì vậy? Chịu cổ anh Vinh ơi. Khỏe chưa? Trời ơi, Iron Man kiểu này chết ban tổ chức luôn rồi. Ủa, quên nữa. Cái này cuộc thi dành cho team tôi nên nhỏ mà. Như chị Thảo 20 tuổi là em thấy hơi già rồi. Em 30 tuổi rồi, tự nhiên em vô đem tham gia cuộc thi này làm gì vậy? Anh Vinh ơi, anh cho em tham gia với. Em phải bỏ rất nhiều thời gian với công sức mới làm được bộ trang phục Iron Man này nè. Anh cho em tham gia cuộc thi này với anh Vinh ơi. Giờ mày đi không? Nếu như anh đã nói như vậy rồi thì thôi. Từ đây sắp tới á, tình nghĩa anh em mình coi như là chấm dứt. Dạ. Làm gì đó? Naruto phong. Ủa, còn mày làm gì mà chạy lòng vòng qua?
Hóa ra là Iron Man bay. Em lại vô địch đúng không? Quá quên. Một chiếc xe điện cool thần tốc. Nếu em không muốn lấy chiếc xe, em thích cái cảm giác được đổ quà thì anh sẽ đưa cho em cái thẻ đặc biệt này đây. Đó, giờ sao, lấy xe hay là lấy thẻ? Lấy xe đi. Ừ, lấy xe em nhìn đây. Ok, vậy thì lấy xe ra đi cô đô. Đó, xe điện cool thần tốc. Quay phim cho anh Vinh đây Ngọc. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chơi nha. Cái này tập chừng 30 giây là chơi được rồi. Trời ơi, tưởng gì. Mấy xe điện cân bằng này chơi vòng trưng hồi lâu mỏi giò dữ lắm. Đâu? Chơi ngồi được luôn. Hử? Lấy đồ nghề ra nhau. Sao rồi? Ơi. Em vô em lắp gáp vô cho anh đi A Ngọc. À, gáp vô. Rồi rồi rồi. Xong nè anh Vinh ơi. Dạ. Chính ra đi. Nè chạy dễ ợt nè. Nè để chân xuống đây để em cho nó nhỏng nha. Đẩy ra ngoài trước là anh chạy ngoài trước nè. Đó thấy rồi. Ôi, bây giờ đứa thắng nó có được chiếc xe đó cũng chơi được có một mình đó hả bạn. Team mình có ai có một chiếc giống vậy đâu mà chơi chúng nó được. Bởi vậy 2-3 ngày lại chém mất tiêu rồi. Thà thời gian rảnh đó mình ở nhà nghe nhạc vui hơn đó mọi người. Cái xe này nó kết nối Bluetooth được luôn nha em. Trời ơi. Sao? Nghe. Cái lúc buồn á thì mình mở nhạc vui mình nghe nè. Nghe anh ơi. Rồi. Ra đây, chạy thêm cái nữa tức quá. Mắc mặt với team Tony quá các bạn ơi. Xe quá đã luôn các bạn ơi. Ở chứ anh. Đây. Đang chạy đặng để chạy đặng. Được hết hả? Được không chỉnh lo. Rồi. Ơi. Ân ơi. Kể kể luôn rồi kìa. Lấy ra. Chắc là do mình chưa có thời gian để mà tập luyện chiếc xe này đó nên mình lái chưa có quen thôi nha. Chứ tụi em mà lên trải nghiệm tầm 1-2 phút rồi các em sẽ lái nó được thôi mà. Ê, em chiến thắng rồi, em lấy xe đi về nhanh vậy. Phần thưởng của em rồi, em cứ lấy xe về thôi. Làm gì gấp gáp như vậy? Trước khi khép lại video này thì đừng quên sáng bảo mỗi thằng kỳ cùng chiến binh con siêu phàm. Rồi chấp luôn đi. Chấp luôn đi. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Trời ơi, trời ơi, thiền trưởng bên kia đi luôn phi dữ quá. Thiền trưởng bên ông lợn với lộn luôn rồi. Dạ lên, dạ lên.